Này là thùng đĩa nha nha. Nhà nước ngoài không rồi nha, không có nhà Việt Nam đâu nha. Ví dụ như cái này, cái này là nó hai đĩa, nó hai CD này. Đĩa nó còn nhiều lắm á, anh em nào làm số lượng thì Zalo số này nha. Đó, như cái đĩa này đôi luôn này. Nói thương cái coi này nha. Đĩa này là đĩa xịn đó nha. Phôi nó màu trắng này thấy không? Đây là một chồng của nó đó, mình coi thử coi. Một chồng 2, 4, 6, 8, 10, 15. 1, 2, 3, 4, 60. 60 với lại 30, 90. Như là cả trăm cái nha nè. Anh em làm thì Zalo số này nha.